Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình sáng nay: huyện Quảng Xương đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng phát triển kinh tế xã hội; các hợp tác xã nỗ lực xây dựng, quảng bá tiêu thụ các sản phẩm nông sản; khẩn trương khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì đến chiều ngày 20 tháng 2 đã có 7 bộ ngành trung ương và 63 tỉnh thành phố ban hành kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, 12 ý kiến góp ý bằng thư điện tử và gửi trực tiếp về bộ, 457 lượt ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trên website lấy ý kiến của nhân dân http://luatdatdai.mare.gov.vn. Nội dung góp ý tập trung nhiều nhất vào chương 1 về quy định chung, chương 7 bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, chương 10 đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chương 6 thu hồi đất, trưng dụng đất, chương 11 tài chính về đất đai, giá đất, chương 9 giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai sửa đổi trên cơ sở tiếp thu ý kiến nhân dân trước ngày 27 tháng 3 năm 2023. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu cho Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai sửa đổi, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 trước ngày 25 tháng 4 năm 2023. Tổng cục Hải quan vừa tham gia ký thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chương trình doanh nghiệp ưu tiên theo hình thức trực tuyến với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Các nội dung trọng tâm trong thỏa thuận được ký kết bao gồm công nhận lẫn nhau và các biện pháp tạo thuận lợi thương mại. Theo đó, mỗi bên tham gia sẽ chấp thuận việc thẩm định và công nhận của chương trình của bên tham gia khác cấp cho thành viên. Hiện nay, Việt Nam có 75 doanh nghiệp đang được công nhận doanh nghiệp ưu tiên, gồm cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI. Mỗi năm, các doanh nghiệp ưu tiên đóng góp khoảng 30% vào tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Doanh nghiệp ưu tiên được hưởng các chế độ ưu tiên riêng biệt so với các doanh nghiệp thông thường khi tiến hành hoạt động xuất nhập khẩu. Tuân thủ quy định của pháp luật về thuế, hải quan là một trong những điều kiện đầu tiên bắt buộc để được công nhận doanh nghiệp ưu tiên. Cùng với đó, doanh nghiệp ưu tiên phải đạt kim ngạch xuất nhập khẩu từ 100 triệu đô la Mỹ một năm trở lên hoặc đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam từ 40 triệu đô la Mỹ một năm trở lên. Ban quản lý dự án đường sắt Bộ Giao thông Vận tải cho biết, năm 2023 có 6 dự án nâng cấp hạ tầng đường sắt dự kiến khởi công xây dựng với tổng vốn đầu tư hơn 7.400 tỷ đồng. Trong 6 dự án thì có 3 dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh tại 3 đoạn: Hà Nội Vinh, Vinh Nha Trang, Nha Trang và Sài Gòn. Thời gian dự kiến thực hiện trong 3 năm, giai đoạn 2022-2025. Các dự án đường sắt này nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông, cải thiện chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt, từng bước nâng cao năng lực thông qua năng lực chuyên chở, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút hành khách và hàng hóa, nhằm khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng đường sắt hiện có trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước vừa chỉ đạo Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm tăng cường giám sát chặt thị trường bảo hiểm, không để xảy ra tình trạng nhân viên ngân hàng chèo kéo, ép buộc khách mua bảo hiểm khi vay vốn. Tại công văn số 1544 của Bộ Tài chính ban hành ngày 20 tháng 2 năm 2023, Bộ trưởng Hồ Đức Phước yêu cầu Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm đẩy mạnh quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, không để tiếp tục xảy ra tình trạng doanh nghiệp bảo hiểm liên kết với ngân hàng ép buộc khách hàng tới giao dịch phải mua bảo hiểm mới cho vay vốn hay hình thức giới thiệu cho người tới gửi tiền tham gia đầu tư vào các sản phẩm bảo hiểm liên kết trái với quy định pháp luật liên quan. Tổ chức công bố đường dây nóng, số điện thoại, email để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về các sản phẩm bảo hiểm biến tướng nêu trên. Phối hợp với cơ quan công an và thanh tra giám sát của ngân hàng nhà nước, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thương mại điện tử Việt Nam được dự đoán tăng trưởng mạnh do thói quen mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến. Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam ước tính hiện có khoảng 57 đến 60 triệu người tham gia mua sắm trực tuyến với giá trị chi tiêu bình quân đầu người là 260 đến 285 đô la Mỹ một năm. Con số này tăng gần 100 đô la Mỹ so với cách đây 5 năm và được dự báo sẽ tiếp tục nhảy vọt trong những năm tới. Quy mô thị trường thương mại điện tử năm ngoái ước đạt 16,4 tỷ đô la Mỹ. Theo chuyên gia của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, với đà tăng hai chữ số và luôn nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ phát triển thương mại điện tử hàng đầu thế giới như hiện nay, đến năm 2025, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam có thể cán mốc 49 tỷ đô la Mỹ. Một dự báo lạc quan hơn từ Google cho rằng
thương mại điện tử Việt Nam sẽ có quy mô lên đến 57 tỷ đô la Mỹ. Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong tháng 2 năm 2023, các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón được khoảng 960.000 lượt khách, tăng 2,1% so với tháng 2 năm 2022. Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2023, tổng lượt khách du lịch ước đạt khoảng hơn 1,4 triệu lượt, tăng 30,7% so với cùng kỳ 2022. Tổng thu du lịch tăng 33,8% so với cùng kỳ 2022. Trong tháng, cùng với thị trường khách truyền thống là các tỉnh phía Bắc, khách nội tỉnh, các khu điểm du lịch đã đón được các đoàn khách lớn từ thị trường phía Nam, các địa phương có kết nối đường bay với Thanh Hóa. Dự báo kỳ nghỉ lễ dài ngày tiếp theo trong năm 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Thanh Hóa sẽ tiếp tục là điểm đến thu hút lượng lớn khách du lịch trong nước. Xác định việc đầu tư hạ tầng sẽ là điều kiện quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn, huyện Quảng Xương đã dành các nguồn lực đáng kể cho các dự án phát triển hạ tầng, đôn đốc chỉ đạo các nhà thầu tích cực xây dựng để nhanh chóng đưa các dự án đi vào hoạt động. Hạ tầng khu dân cư Sa Thư, xã Quảng Bình có diện tích 11,8 ha, được đầu tư 85 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của huyện Quảng Xương. Từ vai trò động lực của dự án đối với sự phát triển của xã và vùng phụ cận, nên huyện Quảng Xương yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện thường xuyên đôn đốc các nhà thầu, tranh thủ mọi điều kiện thuận lợi để thi công, rút ngắn tiến độ dự án 2 tháng so với kế hoạch và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 5 2023. Theo cái tinh thần chung chỉ đạo của huyện Quảng Xương và Ban Dự án, thì tất cả các công trình Quảng Xương năm nay gần như là ra quân rất sớm. Về phía đơn vị thì chúng tôi thì cũng tận dụng vào cái thời tiết đấy, thì khi nào nắng ấy, là chúng tôi huy động toàn bộ đấy nhân lực, nhiều tổ thợ, tức là nhiều công việc, ví dụ như thế là thợ làm sắt, thợ xoay, thợ đổi máy đấy, đổi chuẩn bị làm điện đấy, thì cho nên là để đảm bảo cái nhân lực như thế thì mới đảm bảo được cái tiến độ. Trên địa bàn huyện Quảng Xương có 32 dự án đang được triển khai. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương đã thường xuyên chỉ đạo các địa phương thuộc vùng dự án thực hiện nhanh việc giải phóng mặt bằng, chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân về ý nghĩa của các dự án, đồng thời tiến hành các bước kiểm kê, lên phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Do vậy, các nhà thầu đều đang thực hiện các dự án với khí thế và quyết tâm cao, mặt bằng bàn giao đến đâu, đơn vị thi công đến đó. Tất cả các cái công trình, các cái mặt bằng là phải triển khai đồng loạt ra quân. 32 cái dự án đều coi như thực hiện, coi như ra quân đồng loạt hết trong cái bắt đầu từ mùng 6 Tết, chứ không nghỉ một ngày nào. Kể cả ngày mưa thì chúng tôi cũng sẽ làm những các cái công việc mà nó không liên quan đến vấn đề mưa. Ví dụ như các cái công việc mà trong nhà hoặc là những công việc mà không ảnh hưởng về đất đai thì chúng tôi vẫn thực hiện thi công để đảm bảo cái tiến độ và đảm bảo bàn giao các mặt bằng, đáp ứng cái công tác hoàn thiện phát triển kinh tế xã hội của huyện. Nỗ lực hết sức để sớm có mặt bằng, đồng hành cùng các nhà thầu tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc, đó là cách mà huyện Quảng Xương đang thực hiện để các dự án về đích đúng kế hoạch. Không chỉ khẳng định vai trò quan trọng trong liên kết sản xuất, thời gian qua nhiều hợp tác xã trên địa bàn Thanh Hóa đã nỗ lực xây dựng, quảng bá tiêu thụ các sản phẩm nông sản trên địa phương, nhất là sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn. Thanh Hóa hiện có trên 1.250 hợp tác xã, trong đó hơn 800 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Cùng với quan tâm phát triển thêm thành viên, huy động thêm nguồn vốn góp, mở rộng các dịch vụ phục vụ liên kết sản xuất, các hợp tác xã nông nghiệp đã chú trọng đầu tư ứng dụng công nghệ cao là cầu nối tiếp thu, hướng dẫn người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, các quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn, thân thiện với môi trường, từng bước xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương. Sau khi được chứng nhận là sản phẩm OCOP thì hợp tác xã chúng tôi đã đấu mối với các siêu thị, rồi các công ty để tiêu thụ sản phẩm cho bà con, nâng cao thu nhập cho bà con. Và để giữ được thương hiệu và chất lượng thì chúng tôi đã luôn luôn tuyên truyền bà con thực hiện các quy trình sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Nhiều hợp tác xã trên địa bàn Thanh Hóa đã chú trọng đầu tư máy móc, gắn sản xuất với chế biến, tạo ra các sản phẩm có chất lượng, tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm thông qua các chương trình do địa phương tổ chức, bán hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử, hệ thống phân phối, mạng xã hội. Hợp tác xã một ngày nói chung là nâng cái chất lượng sản phẩm lên một ngày là đầu tư các thiết bị máy móc cũng đến như các cái quản lý về kỹ thuật đến nay các chất lượng lên thì được bà con nhân dân là cũng tin tưởng hợp tác xã nên là cũng tuân thủ theo các cái mọi mặt. Hiện nay là ra thị trường thì đối với người tiêu dùng thì đến nay cũng cảm thấy là tin tưởng hơn. Hàng năm văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đã tổ chức các cái lớp tập huấn và các cái cuộc hướng dẫn
cho các chủ thể là các hợp tác xã để tạo cho họ các cái kỹ năng đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Các chủ thể là hợp tác xã cũng đã chủ động xây dựng các cái trang website để quảng cáo, liên kết và bán sản phẩm. Thì từ đó các cái sản phẩm của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã có rất nhiều sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao và đã được đưa ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Hiện nay Thanh Hóa có 317 sản phẩm OCOP, trong đó gần 100 sản phẩm là của hợp tác xã, tổ hợp tác và phần lớn là sản phẩm nông sản. Nhờ chú trọng xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm, các sản phẩm đạt OCOP của các hợp tác xã đều có mức tiêu thụ tăng khoảng 30% so với trước đó. Xu hướng tiêu thụ ở thị trường ngoài tỉnh được mở rộng, hợp tác xã phát triển mạnh cũng là yếu tố và động lực cơ bản để đổi mới tư duy, nâng cao trình độ sản xuất trên mọi phương diện của người nông dân, đem lại hiệu quả kinh tế cao trong khu vực nông nghiệp nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố các quyết định ghi danh 14 di sản ở các tỉnh, thành phố vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong số 14 di sản được ghi danh lần này, tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường của một số huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa được ghi danh. Mo Mường là di sản văn hóa quý của đồng bào dân tộc Mường. Đó là loại hình nghi lễ gắn liền với các nghi thức tín ngưỡng do thầy Mo thực hiện. Con người từ khi sinh ra, lớn lên đến lúc qua đời phải trải qua nhiều sự kiện lớn. Trong các sự kiện đó luôn có sự hiện diện của Mo. Trong các bài văn vần, thơ Mo chứa nhiều câu chuyện cổ, truyền thuyết dân gian, thần thoại, sử thi. Các câu chuyện đó phản ánh lịch sử, giải thích sự vật, hiện tượng trong cuộc sống thời xa xưa. Hiện nay, Mo Mường được sử dụng chủ yếu trong các tang lễ hay nghi thức cầu sức khỏe, bình an của người Mường. Theo thống kê của Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngoài Thanh Hóa, di sản Mo Mường còn có tại các tỉnh, thành phố như Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Đắk Lắk và Hà Nội. Trước đó, trong đợt công nhận đầu tháng 2 năm nay, Mo Mường ở Hà Nội cũng đã được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bộ Công an sẽ triển khai việc cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2023. Việc cấp hộ chiếu sẽ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh thực hiện. Hộ chiếu mẫu mới có bìa màu xanh tím than, chip điện tử được gắn ở bìa sau của hộ chiếu không chỉ lưu trữ thông tin cơ bản của người sở hữu mà còn có thông tin vân tay, khuôn mặt, nhóm máu. Do chip điện tử lưu trữ thông tin theo một định dạng thống nhất giữa các nước nên thủ tục xuất nhập cảnh của người dân có khả năng được thực hiện nhanh hơn. Hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đang sử dụng hộ chiếu điện tử. Hộ chiếu sử dụng chip điện tử được cho là có tính an toàn cao vì khả năng sao chép con chip là rất khó, tránh được nguy cơ bị đánh cắp thông tin. Công dân Việt Nam khi làm đơn cấp hộ chiếu có thể chọn loại phổ thông có gắn chip hoặc không gắn chip, cả hai được sử dụng song hành. Loại hộ chiếu cũ phổ thông vẫn có giá trị đến khi hết thời hạn sử dụng ghi trên đó. Được xây dựng từ những năm 1999, hiện nay cơ sở vật chất của Bệnh viện Đa khoa huyện Hoàng Hóa đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho công tác khám chữa bệnh. Trần nhà ở các phòng bệnh bị ngấm rột, hệ thống đường điện cũng đã có dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng. Các màng tường bị ố mốc, bong chóc, nhiều vết nứt chạy dài từ trần nhà xuống chân tường, gạch bong chóc, nứt vỡ. Trong khi đó, đây lại là nơi đang khám chữa bệnh cho 350 đến 400 lượt người, trong đó có khoảng 300 lượt bệnh nhân nội trú mỗi ngày. Bệnh viện Đa khoa Hoàng Hóa là bệnh viện hạng 2 với quy mô 340 giường bệnh. Nhiều khoa phòng đã xuống cấp, diện tích chật hẹp, thậm chí nhiều phòng chức năng ghép chung không hợp lý. Một số khoa phòng đã có quyết định thanh lý phá dỡ nhưng diện tích chật hẹp nên bệnh viện vẫn phải tận dụng để lại sử dụng. Riêng khoa lây đã phải chuyển sang nơi khác vì cơ sở vật chất không đảm bảo. Vì cơ sở vật chất của bệnh viện thì trong những năm gần đây cũng đã được cải tạo rất nhiều lần nhưng mà cũng đã xuống cấp. Bản thân bệnh viện thì cái nguồn kinh phí trong giai đoạn này, cơ chế tự chủ này thì không có đủ nguồn kinh phí, cũng đã đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện thì cũng mong muốn rằng là có giải pháp để nâng cấp cái cơ sở cho bệnh viện Hoàng Hóa để đảm bảo cái công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn của huyện. Mong mỏi của các nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Hoàng Hóa là sớm có dự án đầu tư nâng cấp để có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Để đảm bảo an toàn, từng bước ổn định đời sống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai đối với các hộ dân ở vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 6 nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án sắp xếp ổn định dân cư cho 6 bản trên địa bàn huyện Mường Lát. Hiện nay huyện Mường Lát đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần các ngành cấp tỉnh quan tâm tháo gỡ.
Bản Suối Lóng, xã Tam Trung, huyện Mường Lát là bản đồng bào Mông. Không chỉ đất đai cằn cỗi, tập quán canh tác lạc hậu, mà nỗi lo về thiên tai luôn thường trực, khiến người dân bản Suối Lóng không yên tâm sinh sống và sản xuất. Do vậy, bản có đến 95% số hộ nghèo và cận nghèo. Mà có cái suối từ chạy từ trên kia xuống đây là nó chảy rất to. Nhưng là mới đừng là mưa là ban quản lý phải tổ chức di dời các hộ khẩn cấp tập trung ở khu nhà văn hóa. Một số là bố trí ở khu nhà trường để cho nó an toàn cho bà con. Khi nó tạnh mưa thì bà con chạy lại về nhà. Tháng 7 năm 2022, tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư, dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân bản Suối Lóng, xã Tam Trung, huyện Mường Lát nhằm di rời, tái định cư các hộ dân đến nơi ở an toàn. Bản Suối Lóng cũng là một trong 6 bản của huyện Mường Lát được kỳ họp thứ 7 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ra nghị quyết về sắp xếp ổn định dân cư. Cùng với các bản gồm bản Sa Lung, xã Mường Lý, bản Tung, bản Ma Hác, xã Trung Lý và bản Lách, bản Ngố, xã Mường Chanh. Tổng vốn đầu tư xây dựng được phê duyệt gần 70 tỷ đồng với 237 hộ được tái định cư. Ngay sau khi Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua các nghị quyết, huyện Mường Lát đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để triển khai dự án. Hiện nay, huyện Mường Lát đã xác định được vị trí dự kiến đặt 6 khu tái định cư. Xã thì cũng vận động bà con là một là cái tâm lý để di chuyển đến nơi ở an toàn. Cái thứ hai nữa là liên quan đến đất đai của các hộ, bởi vì là bây giờ đất trống thì không còn, cho nên là liên quan đến đất 02 và một số đất vườn khác thì xã và huyện thì cũng có cái tác động là vận động các hộ đó là trả lại đất cho nhà nước để hỗ trợ một phần nào đó, rồi là sẽ là làm khu tái định cư cho các hộ đang ảnh hưởng. Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát cho biết do đặc thù về địa hình nên các khu tái định cư phải bạt đồi để xây dựng, làm mới hạ tầng giao thông, điện nước sinh hoạt. Nhưng kinh phí thực hiện lại đang được áp dụng theo mức xây dựng mặt bằng chung của tỉnh. Do vậy, việc triển khai gặp nhiều khó khăn. Thực tế như vậy thì huyện Mường Lát cũng rất là muốn đề nghị với tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm và phải có một cái cơ chế riêng và khảo sát để cấp cái nguồn kinh phí trên thực tế chứ không theo cái mặt bằng chung. Thì huyện Mường Lát mới có thể thực hiện được cả cái khu tái định cư một cái hiệu quả và kịp thời đúng giống như một nghị quyết đã đề ra. Đây là dấu bùn đất còn lại sau trận lũ lịch sử cuối tháng 8 năm 2018 tại bản Ngố, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát. Và cũng sau trận lũ này, người dân bản Ngố luôn canh cánh nỗi lo đất đá sạt lở, bởi ngọn đồi sau bản đã xuất hiện một số vết nứt. Do vậy, khi nghe tin bản được tái định cư sang vị trí an toàn, người dân rất vui mừng và trông đợi từng ngày dự án triển khai. Đảng và nhà nước cũng lên khảo sát quan tâm đến bà con. Từ năm ngoái về đây là bà con cũng mong là sắp xếp cho nó nhanh nhanh một tí để bà con ổn định cuộc sống và ở nhà ở an toàn. Việc sắp xếp ổn định dân cư tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất có ý nghĩa rất quan trọng đối với huyện Mường Lát, được người dân trong khu vực bị ảnh hưởng đón nhận đánh giá cao, bởi không chỉ giúp họ có điều kiện an cư, ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất, mà còn góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực biên giới. Do vậy, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai cần được tháo gỡ kịp thời để các nghị quyết về sắp xếp ổn định dân cư của Hội đồng Nhân dân tỉnh được thực hiện có hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng an ninh. Liên quan đến tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại đập Hón Thành, thôn Thanh Thủy, xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, xác định trang trại chăn nuôi lợn của công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Nông nghiệp Như Xuân nằm phía thượng nguồn, cách suối Hón Thành khoảng 1 km, có hành vi vi phạm, chưa rà soát công trình, thiết bị xử lý chất thải để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm và yêu cầu đơn vị này khẩn trương khắc phục. Đến thời điểm hiện tại, công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Nông nghiệp Như Xuân đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc theo yêu cầu. Cụ thể, công ty dừng xả nước thải ra ao sinh học số 1, lót bạt và bơm nước thải từ ao sinh học số 1 sang ao sinh học số 2. Đồng thời xuất bán khoảng 5.000 trên 7.500 lợn thịt, tạm dừng nhập lợn giống chăn nuôi lợn mới. Bên cạnh đó, công ty rà soát, cải tạo, sửa chữa lại toàn bộ các công trình, biện pháp xử lý chất thải, nước thải, tập kết vật liệu để xây dựng hệ thống tuần hoàn nước thải sau xử lý. Cái nước mà chúng tôi qua hệ thống xử lý chất thải sau này chúng tôi sẽ tuần hoàn lại, sử dụng cái nước đấy để cho công tác xịt rửa chuồng. Hiện nay chúng tôi đang cùng với chính quyền địa phương đang rà soát lại các cái mức độ ảnh hưởng và số hộ ảnh hưởng trên cơ sở đấy, chúng tôi sẽ có cái chính sách hỗ trợ cho bà con. Ghi nhận của phóng viên tại đập Hón Thành hiện không còn hiện tượng cá chết.
nguồn nước cũng không còn màu đen, mùi hôi, nổi váng, bọt như những ngày đầu tháng 2 năm 2023. Theo Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân, trên địa bàn có 11 trang trại chăn nuôi lợn gà quy mô lớn và hàng chục trang trại chăn nuôi vừa và nhỏ, luôn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường. Do vậy, hiện nay, ngoài giám sát việc khắc phục sự cố của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp Như Xuân, huyện còn tăng cường kiểm tra, giám sát các trang trại chăn nuôi trên địa bàn để kịp thời xử lý các vi phạm môi trường nếu có. Trên địa bàn xã Quỳ thì đối với các trang trại lớn và nhỏ thì hầu như là cái công tác bảo vệ môi trường thì đặc biệt là được chú trọng về công tác chăn nuôi. Thì đối với là Ủy ban nhân dân phối hợp với các ngành chức năng liên quan để kiểm tra đánh giá hàng tháng, hàng quý về công tác bảo vệ môi trường, về công nghệ chăn nuôi thì hầu như là đối với trên địa bàn đã được vào quy hoạch chi tiết vùng và được nuôi trên công nghệ sinh học, không ảnh hưởng đến môi trường và người dân sinh sống ở xung quanh địa phương. Theo yêu cầu, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp Như Xuân phải báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khắc phục những tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25 tháng 2 năm 2023. Phần cuối của bản tin Thanh Hóa ngày mới, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin vắn. Bộ Giao thông Vận tải vừa gửi văn bản đề nghị Bộ Nội vụ cho phép Cục Đăng kiểm Việt Nam được ký hợp đồng lao động tại các đơn vị trực thuộc Cục cho đến khi tuyển dụng đủ viên chức theo quy định, nhằm tháo gỡ khó khăn khi thiếu nhân sự nghiêm trọng trong giai đoạn hiện nay. Nguyên do thiếu hụt là từ tháng 12 năm 2022 đến nay, nhiều lãnh đạo đăng kiểm viên tại 7 trung tâm và 2 chi cục đăng kiểm trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam trực tiếp quản lý đã bị khởi tố, bắt tạm giam, dẫn đến thiếu hụt nghiêm trọng người làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị trực thuộc Cục. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang là 1.800.000 đồng một tháng, tăng thêm 20,8%. Bộ Nội vụ cho rằng mức tăng là cần thiết nhằm góp phần cải thiện đời sống của cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Sau hơn 3 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hôm qua 20 tháng 2, hơn 100 công dân ở Lai Châu đã được làm thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu Ma Lù Thàng. Việc khôi phục toàn diện về xuất nhập cảnh qua cửa khẩu này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa, cũng như là hợp tác, phát triển toàn diện trong các lĩnh vực kinh tế biên mậu, văn hóa và du lịch, cũng như các lĩnh vực khác giữa tỉnh Lai Châu và tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, người đi bộ là một trong những đối tượng tham gia giao thông đường bộ và được ưu tiên một làn đường riêng biệt, được gọi là vỉa hè. Theo đó, người đi bộ phải tuân thủ theo Điều 32 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008. Người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường. Trường hợp đường không có hè phố, lề đường, thì người đi bộ phải đi sát mép đường. Trong đó, người đi bộ chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ theo tín hiệu chỉ dẫn. Trường hợp không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ, thì người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi đảm bảo an toàn và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn khi qua đường. Người đi bộ không được vượt qua giải phân cách, không đu bám vào phương tiện giao thông đang chạy. Khi mang vác vật công cành, phải đảm bảo an toàn và không gây trở ngại cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 2 năm 2023, Công an thành phố Thanh Hóa sẽ phối hợp cùng với Tổ công tác của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an tổ chức đợt cao điểm xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Vi phạm nồng độ cồn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các hành vi vi phạm như đi sai phần đường, làn đường, vi phạm tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn, nguy cơ gây ra tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng người dân. Trong đợt cao điểm giao quân lần này, với sự tham gia kiểm tra giám sát của đội 2 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thành phố Thanh Hóa sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khép kín địa bàn, tuần tra kiểm soát để phát hiện và xử lý kịp thời người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu bia, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, nhằm đảm bảo khách quan, trung thực, không có ngoại lệ. Tiếp tục thực hiện cái chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông, của Giám đốc Công an tỉnh, Công an thành phố đã tiến hành xây dựng kế hoạch huy động tổng lực lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các cái hành vi vi phạm điều khiển xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có cái sự tăng cường phối hợp của tổ công tác của Cục Cảnh sát Giao thông tiến hành phối hợp với Công an thành phố tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.
Qua công tác kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn cho thấy, ở mức độ nồng độ cồn trên 0,4mg trên 1 lít khí thở, tinh thần hành vi của người điều khiển phương tiện không còn tỉnh táo để nhận biết và xử lý chính xác các tình huống giao thông. Đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và cũng là lý do một số xe cản trở, chống đối, không hợp tác với lực lượng chức năng. Đối với các trường hợp này, tổ công tác sẽ bằng các biện pháp nghiệp vụ để phân tích, tuyên truyền cho người tham gia giao thông hiểu được mức độ nguy hiểm và tác hại của việc uống rượu bia, điều khiển phương tiện, đồng thời yêu cầu lái xe chấp hành quy định kiểm tra. Qua cái quá trình thực hiện nhiệm vụ thì là cái tình hình tai nạn vi phạm mà có liên quan đến nồng độ cồn là có chiều hướng giảm. Thời gian tới thì chúng tôi tiến hành tiếp tục phối hợp với lại Cục Cảnh sát Giao thông và huy động lực lượng 7 ngày trong tuần, khép kín 24/24 giờ, tiến hành xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm nồng độ cồn, trong đó đặc biệt là chú trọng về công tác kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Để ngăn chặn hành vi vi phạm nồng độ cồn cần có sự phối hợp của từ nhiều phía. Bên cạnh việc xử lý nghiêm của lực lượng chức năng thì điều cốt yếu vẫn là nhận thức của người dân. Vì vậy, mỗi người tham gia giao thông hãy nâng cao nhận thức của mình, đã uống rượu bia thì không lái xe, vì phía trước tay lái là cuộc sống. Được triển khai từ năm 2021, đề án đánh giá năng lực cạnh tranh các sở ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa, gọi tắt là DDCI Thanh Hóa, là giải pháp thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh từ cấp cơ sở, thu thập cảm nhận trung thực, đánh giá khách quan của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về năng lực điều hành kinh tế, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, chất lượng cung cấp dịch vụ công, mức độ đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp của Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở ban ngành cấp tỉnh để đề xuất giải pháp cải thiện phù hợp. Tiếp nối thành công của năm 2021, VCCI Thanh Hóa thực hiện khảo sát DDCI Thanh Hóa năm 2022 từ tháng 12 năm 2022 đến hết tháng 2 năm 2023. Tham gia khảo sát DDCI là thể hiện trách nhiệm và quyền lợi của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong việc xây dựng và hoàn thiện môi trường mà doanh nghiệp đang hoạt động. VCCI Thanh Hóa cam kết bảo mật danh tính và thông tin trả lời khảo sát của các doanh nghiệp, nghiên cứu nghiêm túc để phản ánh trung thực ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp tới các cơ quan liên quan. Đề nghị các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia khảo sát theo đường link đã được đăng tải trên trang web của chi nhánh VCCI Thanh Hóa, vccithanhoa.vn hoặc cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa https://dichvucong.thanhoa.gov.vn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.